Bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng số 3 và trong dạng số 3 này thì chúng ta sẽ đề cập tới các cái lớp câu hỏi liên quan tới cực trị của hàm uh, chứa dấu tuyệt đối Và khi gặp cái dạng số 3 này thì các bạn cần phải nắm được các cái kiến thức uh, quan trọng sau cho thầy Thì ở đây thầy ghi luôn cho các bạn cách giải, tức là để giải được nhanh uh, thì chúng ta sẽ sử dụng uh, kết quả, một cái kết quả cực kỳ là quan trọng Và thầy cũng đã đề cập trong cái khóa PENC, uh, giải thích rất là chi tiết kết quả này có giải thích cho các bạn đúng không, tức là chứng minh vì sao nó có kết quả này thậm chí là trong cả khóa uh, pen y e, các cái đề thi và khóa pen m thì thầy cũng có nhắc lại cái phần này nên là cái phần này có lẽ là rất nhiều bạn đã gặp, uh, đi gặp lại rồi đúng không còn những bạn mà uh, lần đầu tiên gặp thì hãy cố gắng uh, nhớ cho thầy uh, cái kiến thức này vì đây chính là cái chìa khóa để giúp các bạn giải quyết tốt những cái lớp câu hỏi thuộc dạng số 3 cụ thể là lớp câu hỏi liên quan đến cực trị của hàm chứa dấu trị đối vậy uh, kết quả quan trọng này là kết quả như thế nào thì các bạn chú ý cho thầy này tức là khi người ta hỏi các cái cực trị của hàm dấu uh, chứa dấu trị tuyệt đối ấy, thì uh, chúng ta thường quan tâm tới hai cái loại mà người ta có thể tác động trị đối đó là tác động trị đối vào hàm tức là cụ thể là y bằng trị đối của fx và tác động trị đối vào biến tức là y bằng f uh, trị đối của x đấy vậy thì lúc này các bạn thấy là để xác định được số cực trị của một trong hai cái hàm chứa dấu trị đối này thì các bạn cần phải trả lời được cho thầy hay là đi xác định số điểm cực trị của hàm nguyên gốc trước vì những cái hàm này thực ra nó được sinh ra từ các hàm nguyên gốc cụ thể là hàm y bằng fx vậy thì đầu tiên thầy giả sử là chúng ta xác định được cái hàm số y bằng fx có n điểm cực trị Đấy. À, trong đó chúng ta quan tâm tới là trong n điểm cực trị này thì có k điểm uh, cực trị riêng tức là tình huống này là k nhỏ bằng bằng n Đấy. và chúng ta xét thêm cái phương trình fx bằng không có m nghiệm ở đây chúng ta hiểu là cái cái số nghiệm của cái phương trình fx bằng không này cũng chính là số giao điểm của đồ thị y bằng fx và trục ox đấy xem có bao nhiêu giao điểm nhưng chúng ta không kể các nghiệm là điểm cực trị vì có những tình huống các cái giao điểm đó nó trùng luôn là điểm cực trị thì chúng ta sẽ không tính trong tình huống này thì khi đó chúng ta có hai kết quả như sau đó là khi đó số điểm cực trị của cái hàm mà người ta tác động trị đối vào thì lúc này nó được tính bằng số điểm cực trị của hàm nguyên gốc cộng với số nghiệm của phương trình fx bằng không và bỏ đi các điểm cực trị nếu trùng vào Đấy, thì thầy ghi nó chính là n cộng b Đấy. vì n nó chính là số điểm cực trị của hàm nguyên gốc còn b là số nghiệm của phương trình Fx bằng không và bỏ qua các nghiệm nếu nó trùng với nghiệm là điểm cực trị thứ số 2 đó là số điểm cực trị của hàm y bằng à, f đối x tức là tác động trị đối với vào phần biến thì số điểm cực trị lúc này là bằng hai lần số điểm cực trị dương của hàm nguyên gốc cộng thêm một chú ý nhớ công thức cho thầy Đấy. và thêm một cái phần chú ý trước khi chúng ta đi vào áp dụng cái dạng số 3 thông qua các ví dụ uh, với sự tương minh. Đó là số điểm cực trị của hàm số y bằng a nhân với f x cộng b tức là cái hàm hợp nhưng bên trong cái hàm hợp cụ thể là u nó thể ghi u nó là hàm bậc nhất với x cộng với một anh b thì luôn bằng số điểm cực trị của hàm y bằng x. thì thực ra cũng hợp lý thôi vì các bạn biết rằng là khi các bạn giải phương trình y bằng f và y bằng không với việc các bạn giải cái phương trình là uh, uh, y phẩy bạn tính anh này thì khi đó số nghiệm của anh này chính bằng số nghiệm của anh FX Và lúc này là chúng ta quan tâm tới các nghiệm không phải là nghiệm bộ chẵn Đấy, thì nhớ cho thầy kiến thức này Ok, bây giờ thì để các bạn biết cách vận dụng cái kết quả quan trọng Thầy vừa cung cấp cho các bạn thì chúng ta sẽ đi vào luôn Các ví dụ với những sự lượng tương minh Chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1 nhé